Dạ vâng, em cũng chia sẻ với chị về những cái kỷ niệm mà cũng như là cũng đã em cũng đã phải bật khóc nhiều lần. Als ich vor 12 Jahren in Cham Tau angefangen habe Đây, zu những arbeiten, người war die Reise Việt dorthin Nam noch đầu tiên sehr trong thế giới kompliziert. đến Chiang Ich Tao war damals zuständig hat dafür, cái đường Schulklassen und die Dorfgemeinschaft zu Hang besuchen. nhưng Hinzureisen mà war wirklich dort sehr thì nó schwierig. khác như Als wir dann die Finanzierung von World bây giờ Vision nó khác Österreich như vậy erhalten haben, ở von den Chiang Tao Paten und Spendern aus nhưng mà Österreich, nhưng mà konnten wir nhưng mà đây asphaltierte là cái nguồn Straßen für vốn gewisse của cái Strecken nguồn vốn tầm errichten. nhìn áo Nicht nur für mich nhưng wurde mà die Anreise dadurch nhưng mà erleichtert, là auch cái für die con đường Familien đấy dort, die nó gesagt haben, dass sie sich in ihrem nó Leben sẽ nie đi solch eine Straße bằng erträumt đi hätten. lại Und diese đường Straßen đấy eine extreme Erleichterung, vor allem in đấy der Regenzeit. thật sự là bà Sie waren con sehr dankbar rất dafür. là cảm ơn và bà con bảo là bà con sẽ không không nghĩ rằng là mình ngày hôm nay là mình được đi trên những cái con đường đấy nó thật sự là thuận lợi cho mình như vậy và đặc biệt vào mùa mưa và cái mối quan hệ Die Beziehung giữa zwischen den bản thân Menschen in der mình mit Gemeinde und Tiên mir, của mình và beziehungsweise mit đất unseren World thì Vision nó Mitarbeitern, không ist sehr phải là cái vertraut. người Wir sind keine mà fremden Menschen. mình Es rất ist là eine thân thiết familiäre với nhau Beziehung und wir thân sind thiết uns sehr với nhau. verbunden. Chính vì thế là Wir helfen uns mối quan hệ rất gegenseitig. tin tưởng Wir alle và mối möchten nhớ immer weitere Veränderungen sehen thì und đây diese là cái mối quan Veränderungen hệ mà sind auch der Motor, der uns giữa bản thân antreibt, và mình vielen weiteren Familien thì zu thực ra helfen. là bọn em tất cả nhân viên ở đây nói chung và bản thân em thì luôn muốn là nhìn những thấy những cái sự thay đổi đó và chính những cái sự thay đổi đó nó lại làm động lực cho mình làm cho những cái hộ gia đình khác Vâng. và cảm ơn sâu sắc đến Ich möchte nochmal anh meinen tiefsten Chiang Dank an Tao alle hier Paten und Việt Spender und Nam an die ở Kollegen cái in đường của Österreich richten. áo Danke, cũng như dass ihr là Chan Tao bisher trong bao begleitet năm habt qua của und thế ich giới hoffe, áo dass wir den Rest đến des Weges weiterhin các nhà miteinander bảo gehen. trợ đã đồng hành cùng với cả trận đấu trong những thời gian qua và hy vọng là sẽ được tiếp tục trong những thời gian tới đây ạ.